Trước tình trạng số bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên tăng cao, từ đầu tháng 12, Trường Đại học Thủy lợi Cơ sở Phố Hiến trên địa bàn huyện Tiên Lữ được trưng dụng là nơi thu dung điều trị cho các bệnh nhân. Đến nay có trên 1.000 bệnh nhân được điều trị tại đây, ghi nhận của nhóm phóng viên về cơ sở điều trị này. Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ y bác sĩ tại đây phải đảm nhận tất cả các phần việc, từ thu nhận bệnh nhân trong bất cứ khung giờ nào, đến việc vận chuyển trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí còn kiêm luôn cả việc chuyển đồ của gia đình gửi cho các bệnh nhân. Trong khu điều trị, các bác sĩ điều dưỡng chia ca hàng ngày đến từng phòng thăm khám, theo dõi diễn biến của bệnh nhân để kịp thời cấp cứu hoặc đề xuất chuyển viện khi có trường hợp tăng nặng, đồng thời hướng dẫn yêu cầu bệnh nhân thực hiện các biện pháp phòng trị bệnh. Nhờ đó, các bệnh nhân đã được thu dung vào đây đều rất hài lòng và cảm thấy yên tâm. Em thấy ở trong đây cũng khá mát, sạch sẽ ạ. Khi cần thì gọi đường dây online đều được hỗ trợ rất tận tình ạ. Nếu có vấn đề về sức khỏe thì các bác sĩ đều lên tận nơi để hỏi han và đưa thuốc ạ. Ở đây em có thiếu thốn gì không? Dạ không ạ, mọi thứ đều đầy đủ ạ. Trong quá trình ở đây em thấy rất đầy đủ và em gọi kiểu số ở đây có các chú dân nhiệt tình đến chỗ bọn em ạ, hỏi thăm bọn em ạ. Bọn em ở đây được rất là đầy đủ ạ. Hiện cơ sở có 95 cán bộ, nhân viên y tế được huy động từ 5 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung tâm Y tế huyện Phù Cử. Hàng ngày thực hiện theo dõi, quản lý và điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trên địa bàn tỉnh thu dung về đây. Không có ngày nghỉ, không có khoa phòng, dù vất vả khó khăn hơn nữa, làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng với tinh thần lương y như từ mẫu, các cán bộ, nhân viên y tế ở đây đều quyết tâm góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh. Dù công việc rất vất vả, áp lực, trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân F0 cả ngày lẫn đêm, anh em y tế, quân đội, hậu cần phối hợp động viên nhau cố gắng với quyết tâm cao nhất, không ngại khổ, hết lòng phục vụ, cống hiến trong công tác phòng chống COVID. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lượng F0 vẫn tiếp tục tăng, thì việc thành lập những cơ sở thu dung điều trị như thế này vừa để giảm tải cho các bệnh viện, vừa để điều trị và quản lý bệnh nhân COVID-19, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.